cài đi. Đúng cái điện thoại đó anh. Đây. Để em thích này không? Ừ. Vô lấy không? Dạ. Thôi, mình nói cho tôi là ông xin chơi bà. Đúng rồi, được. Cái này ăn liền nó dai nhưng mà không còn lạnh không, nó hơi dai. Thì cứ làm chim ăn, giòn lắm. À bộ, ăn giòn giòn vậy mới ngon chứ, chờ. Đây làm á, xong cái mình đút vô tủ lạnh nó mới giòn cong vậy đó. Không có cần uống cái đá một chút. Nó cứng cái lạnh này. Mấy ông có răng ăn ăn cái gỏi đậu đủ này nhớ Việt Nam mà Việt Nam thường thường trưa trưa cái bà gánh đậu đủ á, dĩa đậu đủ đó. Việt Nam nhớ Việt Nam ăn cái này đã lắm. Ăn về đủ rồi. Vậy rồi còn hai gà nữa chi? Còn đó gà xé là mình cấp rồi. Còn nữa. Cũng ăn đâu có nổi. Định làm cái lẩu tối nay nè, có rau có đầy đủ hết đó. Thì kiếm chỗ cho mỗi người chỗ gấp để ngủ. Bữa mới lạnh, bữa mới lạnh. Ừ. Rồi tối ở lại luôn đi. Ừ, tối ở lại luôn đi làm lẩu đi. Nửa đêm 12 giờ khuya dậy nấu đồ ăn. Có mua cả đống sông phi nhông đồ lùm lùm lắm lắm á. Có cơm, có ốc, có đầy đủ. Cái gì mà đòi hoài vậy? Ăn gì, con ăn gì không? Ăn tiếp nào. Ăn tiếp không? Không cho. Ra đó chị cho em chứ. Nó có bảo ngoài đây nè, bảo ngoài bánh công kìa. Bảo lên bếp bảo không? Lấy cho mình. Đặt vô trong bếp lấy mình kìa. Đi lấy cho cái bịch bằng nó đi. Tâm mua rồi. Trời đẹp quá, xanh đỏ vàng tiếp kìa. Xong á, cái đỏ nhiều quá. Đỏ quá, đỏ rồi. Đúng ra bữa nay sinh nhật Chum nè. Tổng thống Chum thấy không? Chúng mình mừng. Còn tổng thống Chum nha. Không biết đánh không? Không, tổng thống Chum chứ mừng. Tổng thống Chum bị đánh kìa. Bị đánh kìa. Không bị đánh kìa. Mặt không hết. Ừ. Ông Chum thì thua rồi. Bốt. Vậy mà mấy người Việt Nam bên Mỹ còn lại mà. Con Chum nó khác vị á. Nó ngon. Mà tự nhiên cái ông làm anh tổng thống bị thằng kia nó tán là sao? Tại cái thằng đó nó không thích cái chế độ của nó không đưa nên ra vấn đề về tiền hợp khác rồi phụ chi lê rôn á. Nhưng mà nó trẻ mà nó không có liên quan gì đến nhưng mà tương lai của nó là phải đóng thuế nhiều rồi làm thêm mà. Không ra cái luật giống như vậy là tuổi trẻ nó phải làm nhiều đóng thuế nhiều mà đánh vậy cái đương kia ngồi thì tương lai là tù rồi đó tà đá tù rồi còn 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 tù cái bò đúng rồi, chút sức khỏe. Mà ông cũng ẩu á, ông chạy lại. Ông dao nó đâm một cái rồi. Nhớ mà. Dạ. Có mổ. Tôi thử là con bò chứ. Con cũng vậy, chỉ có người kế bên con nổi thôi. cái phim không nghe, phim đó có không? Cái phim mặn quay câu nhé. Quay nhà hủ á. Con ở cài á. Cài nó có là nó coi. Quay nhà của mẹ. 10 năm về trước.
có có kỳ chú Sơn qua là cái đó không phải là cái ở nhà là dưới đó phần mặt không phải đâu hay là đi hai lần tới hai lần hoặc là một lần ăn tới mấy lần đúng rồi 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 đúng cái ngon quá. Ốc cay này ngon. Cắn đồng cái là cô Út ra tay mà. Chị hai mà. Rất sao? Rồi chị Dung nè, mà nè. Hai có. Chị hai rồi chị cả là sao ta? Giống nhau. Giống nhau. Chị cả ngồi đâu ăn? Cả là lớn nhất, hai là lớn thứ hai. Cái này chị hai, cái này bà cả. Con em á. Chứ phải chị cả. Không phải chị cả, bà cả. Số 1 tấm. Người bắt cái nó kêu có số 1. Dạ. Có số 1 trong đó, là chị cả là số 1. Cả. Còn trong Nam mình là có số 2 à, không có số 1 đâu. Tại vì á, thứ hai thứ ba thứ ba anh ba ha, anh ba mấy nè, bác ba chứ không phải chú ba đâu, bác ba bảy nè, chị bảy anh bảy, hai đứa giống nhau, chú Kim thứ mấy, hai người giống nhau, số 6 đó là số 6, ở đây chị ba là số 9. Đó, cô bác chúng mình là thứ 7. Chú Tim với mẹ thứ 6. Con tay về kia thứ 6. Mừng quá, tôi có đẹp, có quý vị. Phương Hằng thứ 2. Nè, Phương Hằng thứ 2 nè nha. Này là Phương Hằng. Qua cái đường. Nói của bà rất là hay. Quý vị thấy tôi có đẹp không quý vị? Quý vị hết biết em, luôn. Em đi quý vị, đẹp thấy ốm luôn. Phải nói đẹp trai không quý vị? Còn coi nó được càng coi càng thấy bà thấy ốm luôn. Nó chán hết rồi. Sao? Em là bà rất là bà hùng lên. Cái gì đấy, cái bà mấy người tại không cô theo dõi từ đầu, cô từ đầu tới đuôi mới biết được người ta chứ cứ coi ngang ngửa làm sao hiểu được. Coi báo Phương Hằng coi lúc từ ban đầu cho tới khúc chót cái là mới hấp dẫn, coi mới đã. Chứ mình nói ngang ngửa mình vô mình coi rồi mình không coi từ đầu tới đuôi mình không biết gì hết rồi mình đâu có hiểu gì đâu. Đó bây giờ thấy mấy nghệ sĩ mấy Hà Diễu nọ thấy ớn luôn sợ sống luôn hết tin rồi, bây giờ tôi coi lật lật lên nó coi Hoài Linh và đồ tôi hết coi rồi, hết coi luôn rồi. Trên sống bây giờ toàn là những gương mặt đó hoài và không thấy có người khác, mình mới hết hồn, lại đâu có ai đâu. Đâu có mấy người là chung việc canh nó đâu có cho lời sống đâu. Chung tiền nó cho đó người phải theo mới được. Có nhiều người ta hài hay nó bây giờ hài xà. Cũng như hài hồi xưa, hài đâu có kéo cha mẹ ra chửi đâu. Hài bây giờ kéo cha mẹ ra chửi luôn. Thấy chưa? Kệ cha mày, kệ mẹ mày. Nó từ thằng gì mà nó Diễu. Giờ Diễu với thằng. Thằng gì? Mặt giống Khoa bún đậu đó với lại Lê Dương Lâm đó cũng nghệ sĩ. Là cái khúc danh hài có một chút cũng nghệ sĩ. Hàng Trường Giang đó, Trường Giang đó, Trường Giang hại đem cha mẹ ra chửi không à? Bởi tôi coi đó lên rồi tôi coi đó luôn, nó hết chuyện hài rồi, nó hết chuyện hài rồi nó đem cha mẹ đâu ra anh Diệu Huy. Mời ngồi lên được. Mẹ hài hồi xưa mình nó đâu có cái kiểu mà kéo cha kéo mẹ kéo ra chửi đâu. Hai gì mà có rồi cho tay mà mình luôn. Tôi đi nè.
Phải ăn để quay cái này rồi. Đây, quay. Đây chị Pháp muốn nói là chị Pháp. Ờ, lấy một bự bút vi. Mắc cỡ em thẹn con gái mới lớn. Không, không, không. Không, không. Mới lớn à. Ngon không? Do ngoại ăn rồi. Mấy người không biết làm, mấy người mới sướng. Ừ. Mấy người làm biết làm mà cần biết sao không? Tại ham làm, không có ham ăn đâu, thiệt đó chị Bích. Bởi vậy bà ở lâu rồi, bà bởi vậy á, bà biết thì hết đó, bà nhà tôi nấu rồi, mất gì á, ăn. Không biết làm. Anh Lê biết sao không? Không ham ăn không? Là nó biết ăn nào. Cái này một vậy đó, mấy người mình thích làm bếp hay chung. Ông cái này thì thích ra, mình ăn thì mình biết thì mình ở nhà chắc cũng thích. Dạ, chị đâu có gì. Dạ, không biết nó thành là nhà đó, nó cảm thấy không. Dạ, cái này thì thích ra, mình ăn thì mình biết.